Rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại cái phòng này sắp tới mình sẽ ngưng không làm nữa, tại vì nhiều quá rồi. Bây giờ mình sẽ thu hẹp sản xuất lại, tại vì dạo gần đây dịch bệnh cho nên bán cũng rất là chậm, hàng bán không có được chạy lắm. Nên là mình sẽ thu hết những cái phòng này, sau đó mình chuyển đến những phòng ở trên nó nhỏ hơn. Tại phòng này nó rất là lớn, phòng này nó tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 kệ. 10 kệ lần các bạn, 10 kệ, mà mỗi kệ như vậy mình chứa được khoảng 6 tầng, một tầng là khoảng 3 giỏ, 6, 3, 18, 18 còn 180 giỏ, rất là nhiều hơn. Ồ, một tầng 18 giỏ, một tầng là 18 giỏ, hai tầng là một kệ là 18 giỏ là ít nhất, nếu còn nhiều mình chứa được khoảng hơn. Những đợt này tới sắp tới là thu rồi ha, nó cao hết rồi. Thu xong những đợt này cái mình ngưng. Rồi bắt phát rồi. Giống này lên rất là đều, cây rất là đẹp ha. Có một số thì không lên, ví dụ như này lên rất là ít ha, các bạn thấy tùy lại chứ không phải là cái nào nó cũng lên như cái nào, nó giống thuần chủng. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề xây phòng nuôi như thế nào nữa nha. Thì như bữa mình nói là một cái phòng khoảng chừng 15 m² ha. Thì các bạn bố trí một cái máy lạnh, 2 ngựa, rồi kệ, đèn làm sao cho nó hợp lý. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp tới cái phòng còn khác nha. Cái phòng mà mình tính ra cái sản lượng của sản xuất, ví dụ mình muốn năng suất khoảng 1 tháng là thu bao nhiêu, hoặc là 1 ngày thu bao nhiêu, rồi tính ra những cái phòng khác, ví dụ như phòng cấy, phòng tối, mình sẽ tính ra sau ha. Rồi xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ vô mình kiểm tra cái giống bùn của mình cấy ha, xem mà được bao nhiêu, nó như thế nào rồi ha. Rồi các quy tắc trước khi vào thì rửa tay ha, xịt cồn nè. Mình đã xịt rồi cho nên mình mới quay, cho nên mình xịt lại ha. Đây, những cái mà nó đang lên ha. Rồi cái này cấy từ ngày 14 tháng 8, bữa nay là được 14 tháng 9, là hơn tháng rồi ha. Các bạn thấy cái này mới thu sáng. tháng 8, 14 tháng 9 là 1 tháng, 14 là gần được 1 tháng rưỡi rồi các bạn. Còn bên này thì nó cao hơn, còn bên này 7 tháng 8. Nói chung là một số cái nó cũng sẽ yếu hoặc là không lên. Đây cái phòng mà mình mới dời các kệ lại cho nó rộng ra. Đợt trước cái này, phòng này là do mình thiết kế đầu, mới là mình chưa có kinh nghiệm đó, mình làm nó hơi bị chật, cho nên bây giờ mình phải xoay cái kệ lại chứ không thể nào mà rinh ra được. Cũng coi như nếu mà mình bỏ thì mình phải tháo một kệ ra, chứ nó chặt quá mình không có ấy được. Với lại nó cái cái không khí nó không có đủ lưu thông trong cái phòng này. Phòng này mình phòng này bề ngang nó khoảng bao nhiêu ra 1 ô 2 3 4 5 6 ô 6 4 là 2m4 2m4 bên kia là khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2m4 với 4m là khoảng nhiêu 2m4 với 4m 2m là 8m vuông khoảng 0,4 × 8 là 4832 là khoảng 8m rưỡi cho 8m rưỡi vuông chưa tới đâu ha. Mình sẽ bố trí được một cái kệ dài 3m nè, hai cái kệ khoảng 3 cái kệ ngắn 2m. Nếu mà bố trí như vậy thì cái kệ dưới nó các bạn thấy nó để ngang như vậy thì hơi lạnh nó sẽ ít hơn ha. Còn chủ yếu được kệ này bên hông thôi. Còn tính ra thì mình sẽ để được một kệ dài và hai kệ ngắn trong cái phòng 8m vuông này ha. Thì nó là nếu mà như vậy thì nó sẽ hơi bị rộng, tính ra là hơi bị rộng ha. Thì mình tính toán lại thì cái khoảng cách tối thiểu giữa cái kệ giữa cái đường đi á, thì các bạn chừa làm sao mà được khoảng 2 viên gạch, tức là khoảng 80 cm đó. Cái đường đi và cái lối đi giữa hai hàng kệ đó như mình thấy, các bạn thấy nè, khoảng 80 cm đó. Thì như vậy thì nó sẽ lưu thông tốt hơn. Còn nếu mà cái phòng bạn rộng ra nữa, chiều ngang nó rộng ra, thì mình sẽ bố trí thêm một cái kệ, một cái đường đi, xong rồi một cái kệ nữa. Còn nếu không có thì thôi, mình có thể làm hẹp lại hoặc là bố trí cái kệ nó sẽ bề ngang, nó sẽ bự ra hơn xíu nha. Đó là cách mà đừng bự quá thì các bạn đứng đây nè, các bạn bỏ vô rất là khó. Ví dụ mình đứng đây đúng không, mình lấy thì khoảng 5 hàng, 6 hàng là nó quá xa rồi. Cho nên là tùy theo khoảng cách mà mình chia mình bố trí. Như vậy là mình tính trên cái tối ưu, là như cái phòng này thì như ban đầu mình không tính toán không tối ưu lắm. Thì nó sẽ có hai cái phòng số 1 và số 2. Hồi mình làm nó thì nó hơi vội cho nên là nó như vậy, mình không thể thay đổi được nữa rồi. Một là mình tháo cái kệ này ra, chứ còn không có thể nào mà mãi được rồi. Cho nên bây giờ cũng cố gắng thôi. Bây giờ mình coi như là bỏ phí một cái kệ, mấy cái kệ trong kia mình không có xài được nữa rồi. Mình xài được 1 2 3 4 kệ. Mỗi kệ các bạn biết mỗi tầng nó chứa khoảng 3 giỏ phôi, một giỏ là 24, 3 giỏ, tối đa là 4 giỏ phôi nha. 4 giỏ phôi ở đây là khoảng một giỏ là 24, 24 8, 4 giỏ là 96 hũ, tầng 100 hũ rồi đó. 1 2 3 4 5 6, mình làm 6 tầng là 600 hũ rồi ha. Một kệ 600 hũ, 2 kệ là 1.200, 3 kệ, 4 kệ là 2.400. Kệ này nó chứa nhiều nữa, 2.400 đến 2.500 phôi, rất là nhiều nha các bạn. Một phòng diện tích nếu mà mình làm nhỏ lại thì sao? Thì các bạn chứa được khoảng 2.000 phôi là mình thấy nhiều lắm rồi. 2.000 phôi là 2.000 hũ. Thì cái phòng diện tích nó khoảng nhiêu, khoảng 4m là dư dả rồi. Bề ngang kia khoảng 3m ha. Nếu mà như vậy thì mình cắt cái mét kia đi thì khoảng bề ngang khoảng 3m. 1 2 3 4, khoảng 3 12 mét 2. Ủa lộn, 2m4 thì khoảng 2m thôi. Khoảng một cái phòng khoảng 8m vuông thì mình làm ok rồi. Đó mình đang nói ví dụ thôi. Còn máy lạnh thì một phòng 8m vuông đó, một cái máy lạnh 1.500. Còn nếu mà rộng hơn thì bạn làm 2.000 cho nó dư dả nha. Hồi nãy giờ nói lan man cái phòng sáng nhiều quá, cho bạn coi lại. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phòng tối ha. Phòng tối bây giờ mình sẽ coi cái kiểm tra cái giống. Thì cái phòng này nó hơi tối nên mình sẽ mở cửa nha, mở cửa để cho nó sáng ra xíu. Mình sẽ kiểm tra nhanh thôi. Rồi mình sẽ lấy ra. Đó, các bạn thấy không, mình đứng nó sáng nè. Đó các bạn thấy chưa, nó lên tròn rồi đó. của mình cái này nhiều quá mất rồi ta, chắc được 10 ngày rồi đó. Của mình làm clip chắc hình như 17 18 đó. Ngày 17 18 tháng 9 đó. Đây là cái cái này cái đĩa có một con kiến nữa, nó chết rồi, không biết nó bị nhiễm hay không. Đó, mọi người thấy đen đen con kiến không? Lên rất là đều ha. Có một số nó sẽ lên không đều nha, mình để lâu quá mình nó lên không có đều nữa. Rồi, ok, nói chung là cái 21 đĩa, 21 đĩa khoảng nửa tháng nữa mình sẽ tiếp tục làm như vậy thì xây tour mình lên kiểm tra cái phòng này. Thì ở đây mình làm mình không có ẩm, không có để cái máy mà phun ẩm, tại vì nó rất là dơ và bất tiện, nó ẩm mốc quá nhiều mình không thích. Mình sẽ để những cái thau này để tăng độ ẩm, và thứ hai là mình sẽ cho tưới ha, tưới trực tiếp vô trong những cái hũ nó cho mì lên ha. Rồi mình quay lại cái phòng mình trong một xíu nữa. Như cái video clip trước á, mình đã nói là cái phòng tối công suất thì dựa trên phòng tối là chính, đúng không? Đó thì các bạn nếu mà phòng tối bạn chứa nhiều á, thì phòng sáng của bạn khi mà mình đưa ra mình thu họa mình nuôi sáng á, nó cũng rất là nhiều ha. Ví dụ phòng tối của bạn chứa được khoảng 1.000 thì ít quá. Như đây thì mình chứa được rất là nhiều, mình cũng nhớ là nhiều nữa, nhưng mà với cái diện tích này thì mình làm hồi trước là hiện tại mình đang làm, cũng như là hồi trước mình có làm xuống những cái phòng dưới, bạn thấy không? Phòng số 3, số 4 rất bự, nó bự hơn cái phòng này rất nhiều. Phòng số 3 nó bự rất, tính lượng thì nó có thể bằng phòng số 1, số 2 ha, nhưng mà nó nhiều hơn, tại vì kệ cái phòng nó rộng hơn, kệ chứa nhiều hơn. Rồi phòng số 4 nữa bạn thấy không, rất là rộng. Cho nên nó là mình làm mình tính toán mình dựa trên cái phòng tối đó. Còn phòng cấy mình làm các bạn làm phòng cấy như thế này được rồi, nó chỉ được 2 cái tủ tối đa rồi đó, người ta vô cấy là ok rồi. Thì diện tích của nó đâu khoảng như 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21 7 4 28 28 2 3 4 5 28 với 2 mét đó, 2 mét 8 nhân 2 mét. Làm phòng cấy, còn các bạn làm rộng hơn là làm 2 mét 3 mét đó, làm rộng hơn xíu rồi. Rồi sau tiếp theo là phòng cấy phòng tối đó, mình phải tính mình dựa trên ví dụ phòng tối bạn chứa được vài ngàn hũ phôi thì bảo đảm hơn, làm bán cho người khác luôn, bán phôi cho người khác luôn. Ở đây mình làm cũng thiết kế như vậy, tuy là cái khu này nó hơi bị chậm xíu hơn, phòng tối thì nó cũng hơi chặt thôi, không hơi chặt lắm. Cái phòng sáng này mình hồi xưa mình mới làm đầu chưa có tối ưu được cái diện tích lắm, cho nên nó hơi chặt và nó bị dư ra mỗi phòng một kệ. Thì thôi mình di chuyển mình sửa lại cái khoảng cách rộng để anh em đi, anh em làm cho nó thoải mái. Thôi vậy clip này mình quay tới đây thôi nha các bạn. Rồi chào các bạn nha.